Rồi, anh là bệnh nhân nam, 59 tuổi, tiền căn là 2 năm nay bệnh nhân phát hiện bệnh nhân bị suy thận, trong mạng, tiểu đường, phát hiện cao huyết áp, chưa phát hiện suy thận, bệnh nhân mới phát hiện suy thận trong vòng khoảng chừng 3 tuần lễ nay. Bệnh nhân này nhập viện vì đau bụng, chứng bụng nôn ói. Nha, thì tình trạng khi nhập viện thì sinh hiệu thì ổn, bụng bệnh nhân chứa. Xét nghiệm về sinh hóa thì thấy có suy thận cấp trên đã suy thận đã cấp trên nền mạng uric thứ 2 trong, rồi sinh đúng rồi, và cái creatinin gấp 10 lần bình thường. Bệnh nhân được chụp cái phim bụng, được siêu âm thì thấy có các quan ruột giãn, cứ động dịch tăng lưu động, có dịch bụng lưu nhiều. Rồi, trên cái quan bụng thì chúng ta bác sĩ ở cấp cứu thấy là có mức nước hơi, hai mức bóng hơi rất nhỏ, mức nước hơi rất nhỏ của ruột non, và bụng thì mờ đều hết. Thì cái chẩn đoán suy thận thì đã rõ, tuy nhiên chưa có loại trừ được cái tắc ruột, nên bác sĩ cấp cứu chuyển lên khoa ngoại để theo dõi. Khi lên khoa ngoại này thì bệnh nhân được đặt thông tiểu, mà từ lúc đặt đến giờ nước tiểu không có ra chút nào hết. Quay xuống đó, thấy chưa? Rồi, được rồi, chứng tỏ bệnh nhân này trong tình trạng vô niệu nha. Thì khám lâm sàng sáng nay thì thầy thấy là bệnh nhân này tỉnh, thở có vẻ mệt, sinh hiệu thì hiện tại tầm ổn mạch 80, huyết áp cao 16.8, phổi thì thầy nghe có hội chứng ba giảm ở bên đáy phổi, bên trái nhiều hơn là bên phải, bên trái thì cũng có ra nổ. Bụng thì chứng nha, gõ thì gõ vang đấy, có gõ đục vùng thấp nên gõ đúng. Đúng không? Gõ vang ha, có đục vùng thấp. Rồi, bệnh nhân khai từ lúc bệnh nhân đau bụng, chướng bụng, nôn ói đến giờ thì bệnh nhân không có trung tiện được nha. Thì chúng ta có một cái mình đặt vấn đề cho bệnh nhân này, chắc chắn là có một cái tình trạng suy thận cấp nha, và vô niệu luôn nha. Thứ hai nữa là bệnh nhân có cái một cái chướng bụng nha, và có tràn dịch màng bụng lưu nhiều. Thì vấn đề đặt ra là trên bệnh nhân suy thận nha, có tràn dịch màng bụng, thì cái tình trạng chướng bụng đấy có liên quan gì đến cái bệnh lý ngoại khoa hay không, là tắc ruột hay không nha. Thì lý do mà bác sĩ ở cấp cứu chuyển đến đây là vì chưa lo được cái tác dụng trên một cái nền là suy thận cấp trên cái nền mặt nó nha, tại vì thấy có mức nước hơi ruột non, và trên hình ảnh siêu âm thì thấy cũng rất là đẹp. Nên lấy hồ sơ cho thằng người xem nha. Thì ít khi nào theo thầy biện luận thì bệnh nhân này không có những cái bệnh lý, những cái điều kiện thuận lợi để có một cái tình trạng tác dụng cơ học, các anh đồng ý không? Không có cái vết mẫu cũ đúng không? 70% các trường hợp tắc ruột là liên quan đến dính ruột nha, không có một cái bất thường gì về đường tiêu hóa dưới trước khi bệnh nhân mình trở nặng ha. Cho nên ít khi nào là hai cái bệnh lý nó độc lập và nó cùng phối hợp với nhau. Đây bạn thấy hình ảnh qua ruột giãn rất đẹp nè, qua ruột đây nha, và ruột giãn trên cái hình real time thấy nó tăng vô động đây, qua ruột giãn đây. Thứ hai bên cạnh đó là dịch bụng cũng lượng nhiều. Nhưng như thế thì kết luận được học này không phải là một cái tắc ruột cơ học trên cái nền suy thận cấp vô niệu, mà là một cái tình trạng liệt ruột. Đấy, một bác sĩ Nguyên có nói liệt ruột do tăng uric. Nên bệnh nhân cũng có đau bụng, bệnh nhân có chứng bụng, cũng có nôn ói. Cái nôn ói đấy không phải là do tắc ruột cơ học, cái nôn ói đấy lại do cái tăng uric gây ra. À, biết không? Cho nên hiện tại thì thầy chẩn đoán là gì, là liệt ruột trên bệnh nhân suy thận cấp, là cấp trên nền suy thận mãn, và cái hướng điều trị là điều trị bảo tồn nha, là bệnh nhân này phải giải quyết tình trạng suy thận nha. Sau khi cái u đã quyết xuống thì ta mới xem lại nha, là cái bụng bệnh nhân nha, là liệt ruột hay là tắc ruột cơ học. Thì đó bạn hiểu là khả năng 90% là liệt ruột đấy, nên bệnh nhân tăng u đã quyết suy thận cấp. Cho nên là mặt ngoại khoa chúng ta không có can thiệp gì hết, chúng ta chỉ điều trị bằng ngoại khoa. Hôm qua bác sĩ thận nội đã đề nghị là chạy thận nhân tạo, nhân từ bệnh nhân này có chỉ định chạy thận nhân tạo nhưng bệnh nhân không có đồng ý, người nhà không có đồng ý, cho nên vẫn bữa nay vẫn điều trị ngoại khoa, vẫn cho thuốc lợi tiểu, vẫn cân bằng cái lượng dịch trong cơ thể
cái nguyên tắc điều trị bệnh nhân suy tĩnh cấp là gì, điều quan trọng nhất là ta là gì, là làm sao cân bằng được chính xác cái lượng lượng dịch xuất nhập vô nhiêu phải ra nhiêu nha. Tại vì nếu chỉ cần thừa chút xíu là nó sẽ tràn dịch vào trong các cái nội tạng, như bây giờ bụng nó có tràn rồi nè ha, rồi ngực cũng đã có, thấy là có tràn bên ngực bên trái nhiều hơn bên phải nha. Thậm chí nếu mình mùa dịch quá nhiều thì có thể thậm chí bệnh nhân có thể vô cái cơ phù hợp cấp. Cho nên cái điều quan trọng nhất của bệnh nhân này hiện tại giờ không phải là giải quyết cái tắc ruột, mà là cái điều chỉnh cái nội môi. Hay cụ thể quan trọng nhất là cân bằng lượng dịch xuất nhập vô nhiêu ra nhiêu cho nó chính xác nha. Và qua cái bài qua trường hợp này chúng ta học được là gì, bệnh nhân cái hội chứng giả tắc ruột, cái là liệt ruột đấy, nó có thể xảy ra trên bệnh nhân có tình trạng tăng ureo huyết, đồng ý không? Cho nên đừng có nghĩ đến vấn đề bụng ngoại khoa trên những bệnh nhân có tăng ureo huyết mà có chứng bụng, thậm chí là ở trên siêu âm bạn thấy là ruột tăng vô động cũng chưa chắc là tăng ruột có học, bụng giả tăng vô động chưa chắc tăng ruột có học. Bệnh nhân này nếu ta vội vàng chúng ta mổ ra như thế rất là phiền. Hả? Rồi có gì thắc mắc không? Tắt đi.